phát triển nhưng chưa bền vững vì vẫn còn tình trạng thiếu thừa cung cầu và những cơn sốt cục bộ đất nền, condotel và căn hộ giá rẻ. Dòng vốn cho bất động sản cũng chưa thực sự bền vững. Với lĩnh vực bất động sản, 2018 là một năm thăng trầm nhưng nhìn chung là ổn định, khá nhộn nhịp sôi động ở hầu khắp các phân khúc. Thị trường bất động sản năm 2018 có nhiều gam màu sáng tối. Đã có không ít những sự cố liên quan như sự bùng nổ cơn sốt đất tại các đặc khu, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu. Dòng vốn FDI và vốn tư nhân đổ mạnh vào bất động sản. Điểm nóng khu đô thị Thủ Thiêm, cháy chung cư Carina, sản phẩm phân khúc văn phòng lên ngôi. Tuy nhiên, việc 28 địa phương cam kết xây đô thị thông minh hay công tác quản lý, giám sát chặt chẽ và kiểm soát sát sao của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt sự vào cuộc tích cực của chính phủ, xử lý rốt ráo các sự việc xảy ra. Nhờ vậy, không xảy ra hiện tượng bong bóng bất động sản. Sau một số cái vụ việc nó không mong muốn, thì chính phủ đã có những cái chỉ thị, thủ tướng chỉ thị, bộ xây dựng cũng có những cái văn bản để đôn đốc và các địa phương vào cuộc rất mạnh. Các cơ quan, các ngành, không phải chỉ ở góc độ quản lý nhà nước như của ngành xây dựng, của ngành tài nguyên mà ngành công an cũng vào cuộc. Các văn bản pháp lý trong năm cũng đã góp phần củng cố thêm thị trường bất động sản. Chính phủ đã quan tâm hơn việc chấn chỉnh quản lý chung cư, đưa ra định hướng của đô thị thông minh đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2030. Cơ quan chức năng đã có sự chuẩn bị để quản lý những sản phẩm mới trong lĩnh vực như condotel, hospital, shophouse. Tuy nhiên, bất động sản vẫn chưa thực sự bền vững khi chưa có dòng vốn tài chính lâu dài. Chúng ta cũng cần phải sớm cho phép thành lập quỹ tín thác đầu tư bất động sản. Thứ hai là cho phép thành lập quỹ tiết kiệm nhà ở và đồng thời phải có một cái chiến lược điều chỉnh lại cái chiến lược phát triển nhà ở của chúng ta đã ban hành thời gian vừa qua nhưng nó đã khá là lạc hậu. Cuối cùng là cũng cần phải tiếp tục phát triển hơn thị trường vốn, nhìn nhận và kết nối với các cái kênh đầu tư khác nhau, các cái nguồn tiền, nguồn vốn khác nhau. Nhất là trong cái bối cảnh trước mắt, trong ngắn hạn thì ngân hàng nhà nước còn có những cái chính sách khá là chặt chẽ về cái dòng tiền vào bất động sản. Thế và cái điểm cuối cùng là phải quản trị rủi ro. Nhìn chung, bất động sản năm 2018 có một bước phát triển mới, thể hiện ở sự đa dạng và nguồn cung của sản phẩm. Dù có lúc thăng, lúc trầm, nhưng con số giao dịch bất động sản đều thành công trên tất cả phân khúc. Xu thế này hy vọng vẫn sẽ được duy trì trong năm 2019.